Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với ThinkView. Thì nếu anh còn nhớ vào năm 2017, tức là 9 năm sau khi Intel ra mắt hệ chip Core i đầu tiên, đó là Linfield, thì họ đã ra mắt một cú sốc vô cùng lớn, đó chính là Coffee Lake. Một sự khác biệt hoàn toàn với cả thế hệ cũ là Kaby Lake. Nó đầu tiên là có 6 nhân 12 luồng cho i7, i5 có đến 6 nhân 6 luồng. Nói chung 2017 là một sự vượt trội vô cùng lớn. Nhưng mà đến 2018, tức là sau 1 năm, thì Intel cũng chỉ làm mới dòng CPU thế hệ 9 của mình, đó là Coffee Lake Refresh, không quá nhiều. Nó gần như chúng ta không có quá nhiều sự thay đổi. i5, i3 gần như là vẫn giữ nguyên. Có chăng là i7 và i9 là xuất hiện hoàn toàn mới với 8 nhân và 8 luồng hoặc 16 luồng tùy vào dòng của bạn chọn. Nói chung là không quá nhiều điều để anh em phải chờ đợi. Và đến tháng 1 2019, Intel đã để dành sự bất ngờ tận bây giờ khi mà họ ra mắt một lúc 5 con chip mới, đó là 5 con CPU thuộc dòng F. Và anh em biết điều bất ngờ là gì không? Đó là 5 con CPU hoàn toàn giống hệt bình thường, không khác gì, xung nhịp, nhân luồng, không khác một tí gì cả. Cắt đi cả độ tích hợp, mà giá thì vẫn giữ nguyên. Bất ngờ không? Đó. Một sự bất ngờ theo chiều hướng có vẻ hơi ngược. Khi chúng ta mất đi mà tiền thì vẫn vậy. Vậy thì hôm nay mình có một con CPU i5-9100F. Chúng ta hãy cùng bàn luận xem rằng là liệu thì thực sự dòng CPU này nó có đáng mua hay không, và nó có đáng giá hay không. Ok, bắt đầu. Đầu tiên, điều mà mọi người quan tâm về CPU thế hệ F đó chính là giá bán. Đây là một điều mà mọi người vô cùng quan tâm. Mọi người cho rằng là Intel đã quá hút máu rồi lừa dối người dùng ở thế hệ F này khi mà cắt cả các đồ họa trong khi giá này vẫn giữ nguyên. Thì con 9100F này với giá bán là 182 USD. Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá mà Intel đưa ra để các đối tác của họ như là Dell, HP, MSI, Asus hay bất kỳ một hãng nào họ mua con chip này về để lắp với các máy cây đồng bộ hay là laptop hoặc sử dụng chip desktop. Một cái giá mà mức giá tham khảo thôi, không có ý nghĩa quá nhiều trong thực tế. Giá anh em chúng ta mua không phải là giá này mà trên thị trường mình tham khảo được. Khi thực tế 9100F hiện giờ nó còn rẻ hơn cả 8400 một vài trăm nghìn, khoảng 300-400 nghìn. Và so với 9400 thì 9100F rẻ hơn rất là nhiều. Vậy thì điều này đến từ đâu? Thì phải nói rằng cái sự chuyển biến trong giá bán như thế này nó phụ thuộc khá nhiều vào thị trường. Khi mà thời gian gần đây CPU Core i có thể nói là khá hiếm hàng. Từng có thời điểm mà mình không được tìm được một con 8100 hay một con 8700 nào trên thị trường. Hệ toàn bộ Hà Nội hết sạch, không tìm một con nào luôn. Quá, thực sự nó quá là sốc. Và thời điểm đấy giá CPU tăng từ 100 đến vài trăm nghìn đến cả triệu đồng với những con hàng hiếm. Và vấn đề này theo mình tìm hiểu được thì là do Intel đang dần dần chuyển sang thế hệ 10 nanomet rồi. Thế hệ 14 nanomet cộng cộng đang bị dần cắt giảm số lượng máy móc đi. Máy móc để tập trung vào 10 nanomet để kịp sản xuất cho lô của năm nay. Và 14 nanomet cộng cộng khi mà sản xuất ít đi thì tất nhiên số lượng hàng sẽ khan hiếm và giá cả tất nhiên phải tăng lên. Và cốt lại cái sự chênh lệch giá vào khoảng một vài trăm nghìn cho con 9100F. Và đây hiện giờ là con i5 rẻ nhất các bạn có thể mua được. Thì mình nghĩ rằng 9100F thực sự nó đâu có như anh em mình nghĩ đâu. Đâu có đến mức mà anh em bảo là hút máu này nó đâu. Đây là một con CPU có giá khá là sát với thực tế đúng không nào? Anh em bỏ bao nhiêu tiền, anh em nhận được từng đấy nhiêu tiền. Không bị đội giá lên quá nhiều như là 8100 và 9100 hiện giờ. Đến với phần hiệu năng, thì con CPU 9100F của chúng ta vẫn có 6 nhân 6 luồng không hai protesting, tức là giống hệt với các phiên bản khác của dòng i5 Coffee Lake. Nhưng đây sẽ là con CPU có xung nhịp thấp nhất trong toàn bộ dòng chip của Intel, thấp hơn kể cả i3. Nhưng bù lại chúng ta sẽ có Turbo Boost. Bên đây là những tác vụ nặng thì xung của 9100F sẽ tăng lên khá. Nó sẽ vào khoảng 3.9GHz cho cả 6 nhân, tức là chỉ tăng 100MHz trên mỗi nhân so với cả 8100 trước đây. Và với những thay đổi như vậy thì thực sự rằng 9100F nó sẽ không tạo ra quá nhiều sự khác biệt so với cả 8100 trước đây. Khi chơi game nó sẽ chênh vào khoảng 5% FPS, còn khi mà các bài benchmark hay là thực tế render thì nó sẽ chênh nhau không nhiều. Nhưng mà khi đi sâu hơn vào vấn đề render, mà ở đây là render video, thì đây là một câu chuyện khá dài mà mình cần phải nói với các bạn. Thì vào tháng 4 năm 2018, lần đầu tiên Adobe tung ra một tính năng hoàn toàn mới cho phần mềm Premiere. Đó là tính năng sử dụng hardware encoder, tính năng sử dụng con cặc đồ họa tích hợp trong chip Intel để tăng tốc thời gian render, giúp thời gian render ngắn hơn, hiệu quả thì cũng có nói là khá nhiều. Và khi nhắc đến vấn đề này thì có những người sẽ nghĩ rằng là liệu rằng 8100 trước đây nó có các đồ họa tích hợp, như vậy thì nó sẽ hơn 9100F phải không nào? Vừa đúng vừa sai. Thì đó là vì những người làm phim chuyên nghiệp họ đều hiểu rằng là tính năng hardware encoder này nó có lợi thế và bất lợi gì. Ừ thì đúng là nó nhanh hơn thật, nó mạnh hơn thật. Tuy nhiên khi mà sử dụng các đồ họa thì dù là Intel, dù là AMD hay dù là Nvidia, chúng ta đều gặp phải một bất lợi, đó chính là chất lượng ảnh khi render ra. Ở những video có bitrate rất là cao như là 100 megabit
thì bạn có thể nói là cảm nhận hoàn toàn được sự khác biệt này một cách rất là rõ ràng. Nhưng mà những video thấp hơn như khoảng 30 megabit thì đúng là nó sẽ tương đương nhau thật. Nó sẽ gần giống nhau, cảm giác để phân biệt nó khá là khó. Vậy nên chốt lại ở đây rằng là ai thì cần cái gì. Vậy nên với mình thì 5-10 phút render nó sẽ không đáng là bao nhiêu. Nhưng mà chất lượng ảnh của mình khi mà render ra đẹp hơn, mình được lưu trữ một chất lượng định dạng cao hơn thì đó là điều mình quan tâm hơn. Chứ còn những bạn làm video kiểu vlog này rồi video đơn giản, có HD nhẹ nhàng thì đúng là hardware encoder nó có một cái gì đó là lợi thế thật. Vậy nên tùy anh em xem anh em vào thể loại nào thì anh em cân nhắc nhá. Và đến với nhiệt độ thì thực sự rằng là 9100F này vẫn ở trên tiến trình 14 nanomet cộng cộng, vẫn là 6x6 luồng, xung nhịp tăng có 100MHz. Thì thực sự phải nói rằng nó không có quá nhiều điều đặc biệt và cần quan tâm. Nó vẫn rất là mát. Nhưng mà vẫn có hai điều mình cực kỳ chưa ưng ý ở Intel. Đầu tiên là tản nhiệt stock. Đã bao nhiêu năm rồi Intel dùng cái tản nhiệt này. Thậm chí cái tản nhiệt stock của Intel này nó không có lỗi đồng giúp tản nhiệt tốt hơn cơ. Và đến bây giờ thì thực sự mình vẫn thấy rằng là Intel dường như không có một cái động thái gì cho rằng là họ sẽ cải tiến, họ sẽ thay đổi cái tản nhiệt stock này. Thực sự là mình không hơi là đau đầu đấy. À, tại sao 2019 rồi vẫn dùng cái tản nhiệt này? Nó xấu, đều và yếu. Nhưng mà may ở đây thì con 9100F này vẫn là một con CPU có nhiệt độ khá là tốt. Kể cả khi dùng nhà stock này, mình render mình ép hết xung lên full cả 6x và 309GHz thì nó vẫn chỉ đạt nhiệt độ khoảng 73 độ C thôi. Một con số chấp nhận được với con tản nhiệt stock. Nhưng mà dù sao thì với số tiền anh em bỏ ra, mình nghĩ rằng anh em đều nên cân nhắc vào khoảng một vài trăm nghìn, khoảng 300-500 nghìn thôi. Là anh em đã có tản nhiệt khí đơn giản, cơ bản, nhưng mà hiệu năng nó sẽ khác biệt hoàn toàn. Còn vấn đề thứ hai ở đây đó là vấn đề về IHS, về cái nắp tản nhiệt của con CPU ấy. Intel vẫn sử dụng cách truyền thống đó là dán nó lên, mà thậm chí nhiều người bảo rằng đấy là kem đánh răng vì nó quá đều. Cái truyền nhiệt từ con đai của CPU lên cái nắp tản nhiệt này nó quá là kém, nó khiến cho CPU tản nhiệt không tốt, dẫn nhiệt không tốt. Thì cái phương pháp cao cấp hơn là hàn trực tiếp đai vào nắp IHS. Thì tuy đã được áp dụng trên dòng 9 này rồi, nhưng mà chỉ mới có xuất hiện trên những CPU dòng K mà thôi. Những CPU dòng thường này thì chưa có. Bạn muốn một hiệu quả tản nhiệt tốt hơn cái gì thì phải delete CPU rồi dùng liquid metal để tra trực tiếp lên đai CPU, giúp cho dẫn nhiệt từ đai lên nắp IHS là tốt hơn. Và tất nhiên là delete thì mất bảo hành nhá, anh em nhớ điều đấy đấy. Và theo một thông tin mình cập nhật được thì Intel cũng hứa rằng là sẽ hàn IHS lên đai trong một thời gian sớm nhất trên tất cả các những con chip. Tuy nhiên thời gian sớm nhất là bao giờ và thì mình cũng chưa biết được. Có chăng là đến tháng 10 này khi 10 nanomet ra mắt, có lẽ đó sẽ là thời điểm hợp lý hơn. Hy vọng là Intel sẽ làm thực hiện điều hứa này. i5-9100F là một con CPU không có quá nhiều cải tiến đến từ Intel. Chúng ta vẫn có thông số gần như là giống hệt trước đây, tăng 100MHz ở mỗi nhân so với cả 8100 thông thường, nhưng mà bị cắt đi các loại tích hợp. Với những thông số như trên thì có thể người ta sẽ nghĩ rằng 9100F thực sự không nổi bật được so với cả 8100 hay là 910. Thì thực sự rằng ở trên thị trường hiện nay, 9100F có giá mình nghĩ rằng là tốt so với cả 9100 và 8100. Và hai con kia thì cũng không biết là giá cả thế nào, trong tương lai nó có tăng tiếp hay không. Nói chung là biến động khá là khó nói. Còn 9100F thì mình tin rằng nó sẽ là một CPU cực kỳ ổn định về giá. Bạn bỏ ra bao nhiêu tiền thì bạn được nhận được từng lấy tiền. Vậy thì với một vài trăm nghìn tiết kiệm từ 9100F thì bạn sẽ lựa chọn 8100 để có một cái các đồ họa không phải lúc nào cũng dùng đến. Hay là bây giờ bạn sẽ tiết kiệm một vài trăm nghìn đó để mang đi mua quà tản nhiệt này, hay nâng cấp lên board này. Lựa chọn của bạn là gì? Ok, hy vọng anh em sẽ thích video ngày hôm nay. Em có ý định nâng cấp lên 9100F hay không, hay là anh em sẽ đợi đến thế hệ thứ 10 của Intel thì hãy để lại comment phía dưới nhá. Và đừng quên like hay subscribe cho ThinkView. Còn bây giờ thì